Chúc mừng chú ta. Công nhận nha, anh Tám anh về cái sớm mình rần rần vậy đó hà. Tao thấy thằng Tài chó điên, nó nổi điên lắm rồi đó. Nên mày phải để ý con nữ một chút. Đừng có hòng dụ dỗ con gái tao. Con gái tao không quen thứ giang hồ đầu đường chó chợ như mày đâu. Con gái, ông làm gì ở đây? Tôi báo công an đó. Làm đĩ mày phải đặt thanh cao hả mày? Mấy người là ai vậy? Thần chết. Mẹ con sao rồi? Chú Bảy đâu rồi dì Bảy? Ông đi chợ đã về đâu? Thôi đi trước đi con. Con cảm ơn dì Bảy nhiều lắm nha. Không có dì Bảy con không biết làm sao luôn á. Ôi nghĩa gì, đi lại đi.